Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày 23 tháng 1, theo giờ Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump đã giành chiến thắng cho cuộc bầu cử sơ bộ ở bang New Hampshire để chọn ứng cử viên đại diện cho Đảng Cộng Hòa tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024. Đây là chiến thắng thứ hai của ông Trump sau khi thắng cách biệt trong cuộc bầu cử sơ bộ ở bang Iowa. Chiến thắng này được cho là cú hích quan trọng với cựu Tổng thống Trump trên đường đua Nhà Trắng, cho thấy sức mạnh áp đảo của ông trong Đảng Cộng Hòa. Là bang thứ hai mà Đảng Cộng Hòa tổ chức bầu cử sơ bộ, New Hampshire là cuộc đua giữa ông Trump và bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, sau khi thống đốc bang Florida, ông Ron DeSantis, đã bất ngờ rút khỏi cuộc đua giành quyền đề cử của Đảng Cộng Hòa ra tranh cử vào Nhà Trắng. Các hãng truyền thông lớn của Mỹ như kênh truyền hình CNN, hãng tin AP và báo New York Times dẫn kết quả kiểm hơn 90% số phiếu cho thấy ông Trump đang dẫn đầu với khoảng 54,6% số phiếu bầu, theo sau là bà Nikki Haley khoảng 43,1%. Chiến thắng này của ông Trump không nằm ngoài dự đoán trước đó của Edison Research, công ty thực hiện các thăm dò dư luận và thu thập kết quả bầu cử ở Mỹ. Bây giờ, chúng tôi đã thắng ở New Hampshire 3 lần. Và lần nào, chúng tôi cũng thắng ở đây. Từ bầu cử sơ bộ đến chung cuộc, đây là một nơi rất đặc biệt với tôi, nó rất quan trọng. Đối thủ của ông Trump, bà Haley đã chúc mừng ông về chiến thắng này. Theo giới chuyên gia, kết quả trên là một bước thụt lùi nguy hiểm đối với bà Haley, đối thủ lớn cuối cùng của ông Trump trong cuộc đua giành đề cử của Đảng Cộng Hòa. Bà Haley đã đầu tư thời gian và nguồn lực tài chính đáng kể cho cuộc bầu cử sơ bộ tại New Hampshire. Thất bại của bà tại bang này đặt ra câu hỏi về việc liệu bà có thể tiếp tục cuộc đua trong bao lâu nữa. Giới quan sát đánh giá, hai thắng lợi liên tiếp của ông Trump trong vòng sơ bộ là dấu hiệu nổi bật cho thấy Đảng Cộng Hòa đang nhanh chóng tập hợp xung quanh cựu Tổng thống nhằm đưa ông thành ứng viên đại diện đảng ra tranh cử Tổng thống lần thứ ba liên tiếp. Ông Donald Trump đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire và điều đó đã đưa ông vào con đường rõ ràng để được đề cử của Đảng Cộng Hòa. Với chiến thắng ở Iowa trước đó, ông Trump đã trở thành ứng viên tổng thống đầu tiên của Đảng Cộng Hòa giành chiến thắng trong cả hai cuộc bầu cử sơ bộ ở hai bang mở màn kể từ năm 1976. Giới chuyên gia nhận định, vị thế mạnh mẽ của ông Trump trong hai cuộc đua vừa qua là rất đáng chú ý trong bối cảnh ông đang đối mặt với 91 cáo trạng về nhiều vấn đề. Và kết quả vừa qua là bằng chứng rõ nét nhất cho thấy vị thế của ông Trump đối với Đảng Cộng Hòa vẫn vững như bàn thạch. Trong diễn biến liên quan, về phía Đảng Dân Chủ, Tổng thống Joe Biden cùng ngày được xác định thắng bầu cử sơ bộ ở New Hampshire dù không được in tên trên phiếu bầu nhờ chiến dịch điền tên của cử tri. Bang tiến hành bầu cử sơ bộ đầu tiên của Đảng Dân Chủ sẽ là South Carolina. Trả lời CBS hôm 23 tháng 1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết quan hệ Moscow và Washington khó có thể cải thiện, ngay cả khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11. Theo ông, các nền tảng của mối quan hệ song phương như những thỏa thuận về ổn định chiến lược, sự bình đẳng, tin cậy lẫn nhau, tính minh bạch và giám sát nhau để xây dựng lòng tin đều đã bị hủy hoại, nên sẽ không có sự khác biệt nào khi Mỹ có lãnh đạo mới. Cựu Tổng thống Trump, ứng viên số 1 của Đảng Cộng Hòa cho cuộc bầu cử tháng 11, gần đây nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt các cuộc xung đột trên thế giới hiện nay, trong đó có việc thuyết phục Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Ukraine Zelensky ngồi vào bàn đàm phán. Ông Trump nói rằng ông hiểu hai nhà lãnh đạo Nga và Ukraine giữ quan hệ tốt với cả hai người. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Lavrov trong cuộc phỏng vấn nói rằng Nga không thảo luận bất cứ điều gì như vậy đối với ông Trump. Ukraine xác nhận có kế hoạch trao đổi tù nhân trong ngày máy bay Nga rơi. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine xác nhận có một vụ trao đổi tù nhân giữa nước này với Nga, dự kiến thực hiện trong ngày xảy ra vụ máy bay Nga rơi. Tuy nhiên, theo ông Andriy Zusov, người phát ngôn của cơ quan trên, kế hoạch không diễn ra lúc này. Trong khi đó, cơ quan quản lý tù nhân chiến tranh của chính phủ Ukraine cho biết họ đang điều tra thông tin về một chiếc máy bay quân sự của Nga bị rơi ở vùng Belgorod đang chở quân nhân Ukraine trước một cuộc trao đổi tù nhân. Mặc dù thông báo của cơ quan quản lý tù nhân Ukraine không cung cấp thêm thông tin chi tiết, song có nội dung cảnh báo Nga đang tiến hành các hoạt động cung cấp thông tin chống lại Ukraine nhằm gây bất ổn cho xã hội Ukraine. Trước đó, dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, các hãng thông tấn tại Moscow đưa tin một chiếc máy bay vận tải IL-76 của nước này chở theo 65 tù nhân chiến tranh Ukraine đang bay tới Belgorod trước cuộc trao đổi tù nhân đã rơi xuống mặt đất. Theo thỏa thuận đã đạt được trước đó, cuộc trao đổi tù nhân dự kiến diễn ra vào buổi chiều tại trạm kiểm soát Kototilovska ở biên giới Nga-Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm chính quyền Kiev đã bắn hạ máy bay nhằm tìm cách đổ lỗi cho Nga về sự ra đi của những tù binh Ukraine. Theo bộ này, các cơ sở radar của lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã ghi lại vụ phóng hai tên lửa của Ukraine. Máy bay đã bị lực lượng Ukraine tấn công từ Lviv của vùng Kharkov bằng hệ thống tên lửa phòng không. Radar của lực lượng vũ trang Nga đã quan sát thấy vụ phóng hai tên lửa của Ukraine. Chính phủ Kiev thực hiện bước đi này với mục đích đổ lỗi cho Nga về việc phá hủy quân đội Ukraine, thông báo nêu rõ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết máy bay bị bắn rơi lúc 11 giờ 15 phút theo giờ địa phương. Trên máy bay có 6 thành viên phi hành đoàn, 65 tù binh chiến tranh Ukraine để trao đổi và 3 quân nhân Nga đi cùng họ. Toàn bộ tù nhân và phi hành đoàn Nga đều không qua khỏi. Theo kênh Telegram 112, vụ tai nạn xảy ra ở gần làng Zabonovo, cách biên giới khoảng 90 km. Video đăng tải trên tài khoản Telegram của Baza, một kênh liên kết với cơ quan an ninh Nga cho thấy hình ảnh một chiếc máy bay rơi xuống đất và phát nổ, tạo thành một quả cầu lửa khổng lồ. Trong một bài đăng trên mạng tin nhắn Telegram, Thống đốc Belarus Vyacheslav Laskov cho hay, hiện tại địa điểm máy bay rơi đã bị phong tỏa, tất cả các dịch vụ vận hành đều có mặt tại chỗ và các biện pháp điều tra đang được thực hiện. Một ủy ban đang được cử đến hiện trường để xác định nguyên nhân vụ tai nạn. Sau vụ rơi máy bay chở 65 tù binh Ukraine, nghị sĩ Nga Andrei Katapulov cho biết có hai máy bay chở tù binh Ukraine và Nga đã phải khẩn cấp chuyển hướng tới chiếc IL-76 thứ hai chở 80 tù binh ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong vài giờ đầu khi có thông tin vụ máy bay rơi, báo Ukrainska Pravda của Ukraine dẫn nguồn tin từ quân đội nước này nói rằng chiếc máy bay trên đã bị lực lượng Ukraine phá hủy. Tuy nhiên, sau đó, báo này đã rút lại thông tin trên, chỉ nói rằng chiếc máy bay chở tên lửa phòng không S-300, chứ không phải tù binh. Không quân Nga dùng chiến thuật leo cao, ngoặt gấp khiến Ukraine lo lắng. Leo cao, ngoặt gấp là chiến thuật đặc biệt hiệu quả của không quân Nga khi sử dụng bom lượn có điều khiển ở chiến trường Ukraine. Lực lượng hàng không vũ trụ Nga viết gọn là không quân Nga hay là VKS Nga đang gia tăng những cuộc tấn công bằng bom lượn có điều khiển vào các vị trí của quân đội Ukraine ở chiến tuyến. Việc không quân Nga ồ ạt sử dụng bom lượn có điều khiển được truyền thông phương Tây ghi nhận và đánh giá cao sự phát triển cả về kỹ thuật và chiến thuật. Bom lượn đầu tiên của Nga ban đầu không có điều khiển và có độ chính xác thấp. Theo thống kê, vào khoảng tháng 6 năm 2023, trung bình cứ 10 quả bom do VKS Nga thả xuống thì có ít nhất 5 quả lệch mục tiêu ở khoảng cách 200-500m, 4 quả cách hồng tâm hơn 500m, chỉ duy nhất một quả có sai số vòng tròn dưới 200m. Lý do thiếu độ chính xác là do bom thiếu hệ thống dẫn đường. Người Nga khi đó chỉ có thể lắp cánh lượn cho bom bay xa hơn, chứ chưa có mô đun dẫn đường UMPK. Có vẻ như họ đã mất vài tháng để thử nghiệm và cải thiện chúng, cũng như trau dồi chiến thuật sử dụng. Chiến thuật chính khi không quân Nga sử dụng bom lượn như sau. Chiến đấu cơ bay thấp, bám địa hình, sau đó nhanh chóng leo cao lên đến khoảng 9.000 mét, thả bom rồi rẽ ngoặt gấp, để lại một vệt trắng trên bầu trời và người dân dưới mặt đất có thể ghi lại bằng điện thoại di động. Việc máy bay chiến đấu của Nga dùng chiến thuật bất ngờ leo cao không chỉ giúp bom bay được xa hơn mà còn khiến tên lửa phòng không Ukraine không kịp phản ứng hoặc nếu có thì cũng khó tiếp cận vì khi đó mục tiêu đã vượt khỏi tầm bắn hiệu quả. Sự cố ba chiếc Su-34 của Nga bị bắn hạ trong ít phút hồi cuối năm ngoái, theo truyền thông Ukraine, dường như không ảnh hưởng gì đến chiến thuật này. Bởi chúng ta thấy không quân Nga vẫn ném bom hàng ngày ở hầu khắp các mặt trận, đặc biệt là ở Kherson, Bakhmut và Avdiivka. Như đã giải thích ở trên, các mẫu bom lượn đầu tiên của VKS Nga có một bộ cánh gấp đủ để bom có thể bay xa khoảng 60 km. Tuy nhiên, đó không phải là một giải pháp hoàn hảo, nhưng có còn hơn không, nhất là trong bối cảnh họ mất một số máy bay chiến đấu khi phải bay thấp trên đỉnh mục tiêu để cắt bom. Độ chính xác của bom khi dùng cánh lượn là dưới 1 đến 2 km. Sau đó, bom lượn Nga có thể có thêm hệ thống dẫn đường quán tính và có thể dẫn đường khi bom rời giá phóng. Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2023, VKS đã bắt đầu thử nghiệm các mẫu MPC, UMPK được trang bị các máy thu GPS GLONASS và sau đó cũng được trang bị các cánh lái được thiết kế để điều khiển bom chính xác và mục tiêu. Từ tháng 6 đến tháng 7 năm 2023, các nguồn tin của Ukraine xuất hiện các thông tin cho biết VKS Nga đã bắt đầu lắp đặt các hệ thống đối phó điện tử trên bom lượn sử dụng mô đun MPC, UMPK ở chiến trường. Theo các chuyên gia, mặc dù hàm lượng công nghệ của bom lượn không quá cao, nhưng ưu điểm chính của chúng là yếu tố bất ngờ. Khi bom xuất hiện, quân Ukraine không có thời gian để ẩn nấp.
Vì vậy mà ngay cả khi chúng chệch khỏi mục tiêu trong phạm vi 200 mét, thì cũng đã đủ mang tới mối đe dọa rất lớn. Đồng thời, các mục tiêu của Ukraine đã phải hứng chịu những đợt ném bom lớn và kéo dài, lên đến vài tuần liên tiếp vào mùa hè này. Ví dụ như là bom lượn có điều khiển FAB-250M62 được thả xuống mục tiêu ở Malaya Tokmakska, phía bắc Rabotino, thuộc mặt trận Zaporizhia, đủ để phá hủy hai ngôi nhà, ngay cả khi nó rơi cách 200 mét so với tâm mục tiêu. Thậm chí khi một quả bom nặng 500 kg phát nổ ở bất cứ đâu trong bán kính 200 mét quanh bạn, nó có cảm giác khá mạnh, chuyên gia mô tả sức mạnh của bom khi phát nổ. Không quân Nga không chỉ sử dụng các loại bom có sức công phá nhỏ, mà họ đã thực hiện một cuộc không kích có độ chính xác cao vào các mục tiêu của Ukraine tại Kherson bằng bom lượn hạng nặng có điều khiển FAB-1500M54. Đoạn video quay lại vụ ném bom FAB-1500M54 được các blogger nổi tiếng người Nga Ilya Tumanov đưa lên Telegram, hay còn được biết đến với cái tên là Fighter Bomber. Bài đăng của blogger trên đề cập rằng phi hành đoàn Su-34 đã sử dụng bom lượn có điều khiển FAB-1500M54 để tấn công các mục tiêu của Ukraine. Theo thông tin được cung cấp, đoạn video được quay cách đây vài tháng, nhưng nó có thể hiện rõ ràng tính hiệu quả của loại bom hạng nặng này. Phi hành đoàn Su-34 gửi lời chào hướng Kherson với sự hỗ trợ của bom lượn FAB-1500M54 UMPC, thông điệp đi kèm video cho biết. Bom hạng nặng FAB-1500 chứa khoảng 700 kg thuốc nổ với mô đun dẫn đường UMPC, có thể giúp phi công thả bom với độ chính xác so với mục tiêu là 5m và diện tích bị ảnh hưởng rộng hơn 2 km². Mỗi chiếc tiêm kích bom đa năng Su-34 của Nga có khả năng mang theo 2 quả bom như vậy, và trong tương lai là 4 quả, có thể gây sát thương lớn trong một lần xuất kích. Báo New York Times dẫn lời quan chức quân đội Ukraine cho biết bom lượn của Nga đang tấn công các vị trí của Ukraine một cách hiệu quả, thậm chí xuyên thủng các bon ke dưới lòng đất và gây ra mối đe dọa đáng kể cho quân đội nước này, khiến ngay cả những binh lính dày dặn kinh nghiệm, quen với việc pháo kích cũng cảm thấy ghê gớm và lo sợ. Oleksandr Slonsko, một binh sĩ Ukraine, bày tỏ sự lo lắng khi thẳng thắn nói rằng bom lượn là một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của quân đội Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với Daily Telegraph hồi tháng 5 năm 2023, người phát ngôn không quân Ukraine Yuri Inat thừa nhận không thể đánh chặn bom lượn và loại vũ khí này đã gây ra mối đe dọa rất nghiêm trọng. Đôi khi, chúng tôi có thể đánh chặn tên lửa S-300, nhưng những quả bom này lại là một vấn đề. Houthi yêu cầu nhân viên Liên Hợp Quốc rời khỏi khu vực do lực lượng này kiểm soát. Ngày 23 tháng 1, một quan chức của Liên Hợp Quốc cho biết lực lượng Houthi tại Yemen đã yêu cầu các nhân viên Liên Hợp Quốc người Mỹ và người Anh rời khỏi các khu vực do Houthi kiểm soát trong vòng một tháng. Quan chức giấu tên trên nêu rõ Houthi đã thông báo tới các cơ quan của Liên Hợp Quốc về việc các nhân viên Liên Hợp Quốc người Mỹ và người Anh không được hoan nghênh và không nên trở lại các khu vực do Houthi kiểm soát. Theo truyền thông địa phương, hiện có hơn 20 công dân Mỹ và Anh làm việc cho Liên Hợp Quốc tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa các lực lượng Mỹ và Anh đóng quân trên Biển Đỏ với Houthi liên quan đến xung đột giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas ở dải Gaza bùng phát hôm 7 tháng 10 năm 2023. Houthi tấn công các tàu thương mại mà lực lượng này cho là có liên quan đến Israel khi đi qua Biển Đỏ. Liên quân Mỹ-Anh đã tiến hành không kích nhằm vào một số căn cứ của Houthi ở miền Bắc Yemen nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công nói trên. Trong khi đó, Houthi tuyên bố sẽ tiếp tục nhắm mục tiêu vào các tàu liên quan đến Israel cho đến khi nước này chấm dứt tấn công và phong tỏa dải Gaza. Cùng ngày 23 tháng 1, một tuyên bố chung do Văn phòng Thủ tướng Anh đưa ra nêu rõ 24 quốc gia đã tiến hành các cuộc không kích trong ngày 22 tháng 1 nhằm vào 8 mục tiêu tại các khu vực do Houthi kiểm soát ở Yemen để đáp trả các cuộc tấn công của Houthi nhằm vào các tàu đi qua Biển Đỏ. Theo tuyên bố, các cuộc không kích này do các lực lượng của Mỹ và Anh tiến hành, với sự hỗ trợ của Đức, Australia, Bahrain, Canada, Hà Lan và New Zealand. Hamas bác đề nghị tạm dừng giao tranh 2 tháng của Israel. Hamas bác đề xuất của Israel về việc tạm dừng giao tranh trong 2 tháng để thả thêm con tin lực lượng này bắt giữ. AP dẫn nguồn quan chức cấp cao của Ai Cập cho biết Hamas bác đề xuất của Israel về lệnh ngừng bắn kéo dài 2 tháng. Hamas cũng từ chối rời Gaza và đang yêu cầu Israel rút hoàn toàn khỏi Gaza và cho phép người Palestine trở về nhà của mình. Trong khi đó, tờ Time of Israel dẫn lời hai quan chức Israel cho biết kế hoạch của Israel trước đó không đáp ứng yêu cầu của Hamas là Israel chấm dứt hoàn toàn chiến tranh. Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari tỏ ra lạc quan về những nỗ lực hòa giải giữa Israel và Hamas
khi cho biết chúng tôi đang tham gia vào các cuộc thảo luận nghiêm túc với cả hai bên. Chúng tôi đã trình bày ý tưởng cho cả hai bên và đang nhận được nhiều phản hồi liên tục từ cả hai phía. Đó là điều để lạc quan. Trước đó, Axios dẫn nguồn tin cho biết chính phủ Israel đề nghị Hamas tạm dừng giao tranh kéo dài 60 ngày để tất cả những người bị bắt giữ còn lại có thể được thả. Lời đề nghị này là thỏa thuận nhiều giai đoạn, bao gồm việc thả tất cả các con tin bị giữ tại Gaza. Giai đoạn đầu của thỏa thuận sẽ có việc Hamas thả nam giới và nữ giới trên 60 tuổi. Các giai đoạn tiếp theo bao gồm việc thả các quân nhân nam giới dưới 60 tuổi và giao thi thể của các con tin đã không qua khỏi. Theo đề xuất của Israel, lãnh đạo Hamas Yahya Sinwar ở Gaza và các lãnh đạo hàng đầu khác của Hamas ở Gaza sẽ được di rời sang nước khác. Đổi lại, Israel sẽ thả những người Palestine bị giam giữ. Israel cũng sẽ di chuyển một số lực lượng rút khỏi các khu định cư chính ở dải Gaza và sẽ cho phép dân thường Palestine trở lại một số khu vực. Quân đội Israel đang tăng cường bao vây thành phố Khan Yunis ở phía nam Gaza. Người dân Palestine cho biết lực lượng Israel đã phong tỏa và tấn công các bệnh viện, khiến lực lượng cứu hộ không thể tiếp cận được với những người tử thương trong khu vực này. Cuộc đột kích của Hamas vào khu vực miền nam Israel hôm 7 tháng 10 năm ngoái khiến 1.140 người không qua khỏi, chủ yếu là dân thường, và 240 người bị bắt làm con tin. Chính phủ Israel đáp trả bằng chiến dịch tấn công dải Gaza, đến nay khiến hơn 25.000 người không qua khỏi. Israel cũng tấn công các khu vực của Liban và Syria để trả đũa các vụ ném bom bắt nguồn từ các quốc gia này. Các cuộc đụng độ cũng đã diễn ra ở bờ Tây. Israel và Hamas từng đạt thỏa thuận ngừng bắn kéo dài một tuần từ hồi tháng 11 năm ngoái, với Qatar và Ai Cập làm trung gian để trao đổi con tin và tạo điều kiện cho hoạt động nhân đạo. Giới chức Israel ước tính Hamas còn giữ khoảng 129 con tin ở Gaza. Qatar và Pháp cũng đứng ra làm trung gian cho thỏa thuận giữa Israel và Hamas để cung cấp thuốc khẩn cấp cho khoảng 45 con tin Israel bị Hamas bắt giữ ở Gaza để đổi lấy viện trợ nhân đạo và y tế cho những thường dân. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres ngày 23 tháng 1 nhận định việc Israel bác các giải pháp hai nhà nước với Palestine là điều không thể chấp nhận và có thể làm kéo dài xung đột ở Gaza. Phát biểu của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc được đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Theo ông Guterres, một sự kết thúc lâu dài cho cuộc xung đột Israel-Palestine chỉ có thể đạt được thông qua giải pháp hai nhà nước và sự từ chối liên tục và rõ ràng về giải pháp hai nhà nước ở cấp cao nhất của chính phủ Israel là điều không thể chấp nhận. Việc Israel từ chối giải pháp hai nhà nước sẽ kéo dài vô thời hạn cuộc xung đột vốn đã trở thành mối đe dọa lớn đối với hòa bình và an ninh toàn cầu. Điều đó còn làm trầm trọng thêm sự chia rẽ. Quyền của người Palestine trong việc xây dựng nhà nước độc lập của riêng mình phải được tất cả mọi người công nhận. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gần đây hứng chỉ trích khi từ chối lời kêu gọi chấp nhận ý tưởng về nhà nước Palestine cùng tồn tại với Israel. Ông Netanyahu còn bác bỏ chủ quyền của người Palestine với bờ Tây và tuyên bố Tel Aviv cần có quyền kiểm soát an ninh với toàn bộ lãnh thổ phía Tây sông Jordan. Mỹ, đồng minh thân cận nhất của Israel, muốn thúc đẩy giải pháp hai nhà nước nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza với kế hoạch gồm thiết lập nhà nước Palestine, đảm bảo an ninh cho Israel và bình thường hóa quan hệ Israel-Ả Rập Xê Út. Chính quyền Tổng thống Joe Biden tin rằng kế hoạch này sẽ đặt nền móng cho những thay đổi lâu dài và sâu rộng ở khu vực. Tuy nhiên, Israel đã nhiều lần khước từ mong muốn của Mỹ. Điều này, theo giới quan sát, đã khiến quan hệ giữa hai đồng minh xuất hiện rạn nứt. Ngay cả khi vẫn duy trì sự ủng hộ kiên định với Tel Aviv, đằng sau hậu trường, Tổng thống Mỹ và các quan chức hàng đầu ngày càng thất vọng khi Thủ tướng Netanyahu khăng khăng bác bỏ giải pháp hai nhà nước. Tòa án Hiến pháp Thái Lan ngày 24 tháng 1 đã ra phán quyết cựu chủ tịch Đảng Tiến bước Pita Limcharondat không vi phạm luật bầu cử hạ nghị sĩ, do đó sẽ khôi phục tư cách hạ nghị sĩ của ông. Theo phán quyết của tòa, công ty ITV hiện không còn phát sóng và không tạo ra doanh thu từ hoạt động truyền thông, do đó số cổ phiếu mà ông Pita nắm giữ trong công ty này không phải là cổ phiếu truyền thông nên không ảnh hưởng đến tiêu chuẩn của một hạ nghị sĩ. Với phán quyết này, ông Pita đã được tuyên không vi phạm các quy định của luật bầu cử. Theo đó, ông được khôi phục tư cách hạ nghị sĩ ngay lập tức. Đảng Tiến bước, đảng lớn nhất trong Quốc hội Thái Lan, nhiều khả năng sẽ sớm tổ chức hội nghị toàn thể để có thể bầu ông Pita quay trở lại, nắm giữ cương vị chủ tịch của đảng này. Trước đó, ngày 19 tháng 7 năm 2023, Tòa Hiến pháp Thái Lan đình chỉ tư cách nghị sĩ của ông Pita. Quốc hội Thái Lan sau đó cũng tước tư cách ứng viên thủ tướng của ông.